Chào mừng các bạn đến với bài giảng online tiếp theo của chương trình Toán 7, học kỳ 2. Trước khi vào bài mới, cô có một số nội dung kiến thức cần nhớ có liên quan đến bài học. Nội dung kiến thức thứ nhất là định lý Pythagore. Nội dung kiến thức thứ hai là hai định lý về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Nội dung này các bạn đã được tìm hiểu và học ở bài trước. Và để cho việc học bài mới được hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tình huống thực tế để xem chúng ta sẽ tư duy như thế nào nhé. Có ba người bạn rủ nhau đi bơi. Và khi đến hồ bơi thì các bạn cùng xuất phát bơi từ một vị trí A đến các vị trí B, H, C. Câu hỏi đặt ra, ai là người bơi xa nhất, ai là người bơi gần nhất? Có lẽ các em đã có câu trả lời của riêng mình. Vậy thì câu hỏi mà cô muốn đặt ra đó là kiến thức toán học nào giải thích cho việc ai bơi xa nhất, ai bơi gần nhất? Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đó bằng cách tìm hiểu bài học mới, bài 2 chương 3, quan hệ đường vuông góc và đường xiên và hình chiếu. Nội dung bài học của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên. Nội dung thứ hai, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Nội dung thứ ba, các đường xiên và hình chiếu của chúng. Chúng ta cùng vào mục một nhỏ khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên. Mời các em lấy giấy bút ra và chúng ta cùng vẽ hình theo nội dung sau. Cho một điểm A nằm ngoài đường thẳng D. Từ điểm A này, kẻ AH vuông góc với đường thẳng D tại H. Chúng ta có thể sử dụng eke để kẻ đoạn AH vuông góc với đường thẳng D này tại điểm H. Tiếp theo, trên đường thẳng D lấy điểm B không trùng với H. Cuối cùng, chúng ta nối A với B lại. Chúng ta có thể nối bằng thức thẳng, thức eke hoặc là đo độ đều được. Và bây giờ, quan sát hình vừa vẽ xong thì ta có các khái niệm mới như sau. Đoạn AH vuông góc với đường thẳng D. Nên đoạn AH được gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kể từ điểm A đến đường thẳng D. Khi đó, điểm H được gọi là chân đường vuông góc của điểm A trên đường thẳng D hay còn được gọi là hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D. Đoạn AB nằm xiên và người ta gọi đoạn AB là đường xiên kể từ điểm A đến đường thẳng D. Và đường xiên AB này sẽ có hình chiếu tương ứng trên đường thẳng D, đó là HB. HB được gọi là hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng D. Vậy ở đây, các em cần nắm được các khái niệm mới như sau. Khái niệm thứ nhất là hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng, hay là chân đường vuông góc của một điểm trên một đường thẳng. Khái niệm thứ hai đó là đường vuông góc hay đoạn vuông góc. Khái niệm thứ ba là đường xiên. Và khái niệm cuối cùng là hình chiếu của đường xiên trên đường thẳng. Các em có thể bắt gặp cấu trúc của đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu ở các cái mái nhà hoặc là các cây cầu dây văng. Và để củng cố cho khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu, chúng ta sẽ cùng làm hỏi chấm 1. Mời các em lấy giấy bút ra và chúng ta cùng làm. Cho một điểm A không thuộc đường thẳng D. Hãy dùng eke để vẽ và tìm hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D. Như vậy, dùng eke, chúng ta đặt một mép thước vuông góc trùng với đường thẳng D. Mép thước vuông góc còn lại di chuyển sao cho đi qua điểm A. Chúng ta hạ được đường AH vuông góc với đường thẳng D. Thì giao điểm của cái đường thẳng vuông góc và đường thẳng D chính là điểm H. Hay nói cách khác, bởi vì AH vuông góc với đường thẳng D
nên H chính là hình chiếu của điểm A trên đường thẳng D. Tiếp theo, vẽ một đường xiên từ A đến D. Chúng ta đặt thước vẽ một đường xiên từ điểm A đến đường thẳng D. Và đường xiên này cô đặt tên đó là AB. Hãy tìm hình chiếu của đường xiên này trên đường thẳng D. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hình chiếu của một đường xiên trên một đường thẳng như thế nào? Với đường xiên AB, ta thấy rằng hai mốt của đường xiên AB là điểm A và điểm B. Từ điểm A này hạ vuông góc xuống đường thẳng D ra điểm H. Và điểm B đã nằm sẵn trên đường thẳng D rồi. Hay nói cách khác, hình chiếu của điểm B trên đường thẳng D chính là điểm B luôn. Như vậy, hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng D chính là đoạn HB. Vậy thì từ đây ta có thể có được cách tìm hình chiếu của một đường xiên trên một đường thẳng cho trước bằng cách đó là ta sẽ tìm hình chiếu của hai mút của đường xiên đó trên đường thẳng bằng cách hạ vuông góc. Thực ra thì chúng ta chỉ cần tìm hình chiếu của mấy mút thôi, một mút. Bởi vì mút còn lại thì nó đã nằm trên đường thẳng đó rồi. Và để củng cố một lần nữa các cái khái niệm vừa được học thì mời các em cùng làm ví dụ 1. Các em quan sát hình vẽ sau và hãy điền vào chỗ trống. Ở hình vẽ này các em có thể thấy được đường màu đỏ SI và các đường màu xanh SA, SB, SC và đường thẳng M. Câu hỏi đặt ra thứ nhất. A nhỏ, đường vuông góc kẻ từ S đến đường thẳng M là? Quan sát hình vẽ ta thấy SI vuông góc đường thẳng M. Vậy đường vuông góc kẻ từ S đến M chính là SI. B nhỏ, đường xiên kẻ từ điểm S đến đường thẳng M là? Nhìn trên hình vẽ ta thấy ngoại trừ đường vuông góc SI ra thì các đường xiên sẽ là SA, SB và SC. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống lần lượt là SA, SB, SC. Bởi vì SI vuông góc với đường M, cho nên hình chiếu của điểm S trên để củng cố tiếp cho khái niệm đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu. Mời các em cùng làm ví dụ 1. Quan sát hình vẽ sau và điền vào. Để củng cố cho khái niệm đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu. Mời các em cùng làm ví dụ 1. Quan sát hình vẽ sau và điền vào chỗ trống. Mời các em quan sát hình vẽ. Và chúng ta cùng trả lời ý A. Ở hình vẽ này các em có thể thấy đoạn SI vuông góc với đường thẳng M. Như vậy, đường vuông góc kẻ từ S đến đường thẳng M chính là SI. Ý B nhỏ. Và ngoài cái đường vuông góc SI này ra thì chúng ta có thể thấy các cái đường còn lại xuất phát từ S tới đường thẳng M chính là các đường xiên kẻ từ điểm S đến đường thẳng M. Và chúng ta điền ở đây là SA, SB, SC. Để củng cố cho khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu. Mời các em cùng làm ví dụ 1 cho hình vẽ sau. Hãy điền vào chỗ trống. Mời các em cùng quan sát hình vẽ. Và chúng ta cùng điền ý A nhỏ. Quan sát hình vẽ này các em có thể thấy rằng đoạn SI vuông góc với đường thẳng M. Nên đoạn SI này được gọi là đường vuông góc
kẻ từ điểm S đến đường thẳng M. Như vậy chỗ trống đầu tiên chúng ta sẽ điền là SE. Ý B nhỏ. Ngoài đoạn SE xuất phát từ S ra đến đường thẳng M, chúng ta còn thấy các cái đoạn thẳng là SA, SB, SC. Thì chúng được gọi là các đường xiên kẻ từ S đến đường thẳng M. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền SA, SB, SC. Ý C nhỏ. Bởi vì SI vuông góc với đường thẳng M, nên hình chiếu của điểm S trên đường thẳng M chính là điểm Y. Ý D nhỏ. Hình chiếu của đường xiên SB trên đường thẳng M. Tương tự theo cách thực hiện tìm hình chiếu ban nãy, ta thấy rằng hai mút của đường xiên SB lần lượt là mút S và mút B. Mút S có hình chiếu trên M là điểm Y. Mút B có hình chiếu trên M là điểm B. Như vậy, hình chiếu của đường xiên SB trên đường thẳng M chính là đoạn IB. Tương tự, các em có thể đề được hình chiếu của đường xiên SC trên đường thẳng M là IC. Và cuối cùng, hình chiếu của đường xiên PA trên đường thẳng M chính là IA. Như vậy, ở mục 1 nhỏ này, các bạn cần nắm được khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên và cách tìm hình chiếu của một đường xiên trên đường thẳng cho trước. Vậy thì câu hỏi chúng ta đặt ra đó là với cái khái niệm đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu thì mối quan hệ giữa chúng là như thế nào? Mời các em cùng qua cho cô phần hai nhỏ. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Và các bạn cùng tìm hiểu cho câu hỏi chấm 2. Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng D, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và kẻ được bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng D? Chúng ta cùng suy nghĩ nào. À, như vậy, ở học kỳ 1, các em đã biết rằng là từ một điểm không nằm trên một đường thẳng thì ta có thể kẻ được chỉ duy nhất một đường vuông góc đến đường thẳng đó. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ chỉ có được duy nhất một đường vuông góc. Và chúng ta có thể kẻ được bao nhiêu đường xiên? Chúng ta thấy rằng là trên đường thẳng D chúng ta có thể chấm được vô số các điểm khác cái điểm chân đường vuông góc mà cô vừa mới hạ từ điểm A vừa rồi. Và như vậy, từ điểm A ta nối tới các cái điểm đó thì ta sẽ được vô số các đường xiên. Như vậy, chốt lại, từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng, ta có thể kẻ được duy nhất một đường vuông góc và vô số các đường xiên đến đường thẳng đó. Thì điều này các bạn có thể thấy thực tế ở trong mô hình thiết kế cây cầu dây văng mà ban nãy cô đã nói. Và trong thực tế, các em có thể bắt gặp cầu dây văng ở miền Bắc, ví dụ như cầu Bãi Cháy hoặc là cầu Phú Mỹ ở quận 7. Cầu dây văng là một thiết kế mà được sử dụng trong việc xây cầu hiện nay. Và từ hỏi chấm 2 này, các bạn có thể thấy rằng là cái mối quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc bằng cách chúng ta so sánh cái độ dài của chúng. Và chúng ta có thể quan sát ở trên hình. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như so sánh độ dài của đường vuông góc với các đường xiên thì các em có thể nhận thấy rõ ràng độ dài của các đường xiên luôn lớn hơn độ dài của các đường vuông góc. Như vậy, mối quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên chúng ta có thể dễ dàng khái quát. Đó là trong các đường xiên và đường vuông góc kể từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Đây cũng chính là nội dung của định lý
1 trong sách giáo khoa trang 57. Cụ thể, với một điểm A nằm ngoài đường thẳng D, AH là đường vuông góc, AB là đường sin, chúng ta luôn có được đường vuông góc AH luôn bé hơn đường sin AB. Định lý này không yêu cầu chứng minh, nhưng các bạn có thể tự tìm hiểu cách chứng minh trong sách giáo khoa trang 58. Chúng ta có thể dựa vào hai nội dung kiến thức mà cô nhắc nhở ở đầu bài, đó là thứ nhất, định lý Pythagore, hoặc thứ hai là quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, để các bạn có thể lý giải cho nội dung định lý 1. Và độ dài của đường vuông góc AH khi này được định nghĩa là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng D. Đây chính là định nghĩa khoảng cách từ một điểm cho tới một đường thẳng mà chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều trong thực tế. Vậy bây giờ quay trở lại cho câu hỏi, ai là người bới gần nhất? Thì chúng ta hoàn toàn có thể lý giải được rằng là người xuất phát ở vị trí bơi từ A đến H, hay nói cách khác là người bơi số 2, chính là người bới gần nhất. Vì sao nhỉ? À, bởi vì đoạn AH kẻ vuông góc tới đường thẳng BC, hay nói cách khác AH này chính là đoạn vuông góc. Cho nên đoạn vuông góc sẽ là đoạn ngắn nhất so với các cái đường xiên. Vì thế người bơi gần nhất sẽ là người bơi từ vị trí A đến H. Vậy đường vuông góc và đường xiên có mối quan hệ đã được thể hiện ở định lý 1. Các em cần nắm lại lần nữa. Đó là trong các đường xiên và đường vuông góc kể từ một điểm đến một đường thẳng thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mối quan hệ thứ hai, đó là mối quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của nó trong mục ba nhỏ các đường xiên và hình chiếu của chúng. Bây giờ các em sẽ quan sát hình vẽ số 10 trong sách giáo khoa trang 58. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đoạn AH vuông góc với đường thẳng D. Do đó, đoạn AH này được gọi là đường vuông góc. Thì đoạn AB và đoạn AC là các đường xiên. Và đoạn AB có hình chiếu là đường xiên, có hình chiếu là HB. Đoạn AC có hình chiếu là HC. Đoạn AB có hình chiếu là HB. Đoạn AC có hình chiếu là HC. Vậy mối quan hệ giữa các cái đường xiên và hình chiếu của nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng học định lý 2. Trong hai đường xiên kể từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, nếu đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. Và nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau. Và ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ hiểu nội dung định lý 2 như thế nào? Chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể. Từ hình vẽ này các em sẽ viết giả thiết kết luận, cô sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể. Nội dung thứ nhất, trong hai đường xiên kể từ một đường thẳng, kể từ một điểm. Và nội dung này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể trong từng trường hợp một. Trong hai đường xiên kể từ một điểm cho tới một đường thẳng. Nội dung thứ nhất là đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. Như vậy, cụ thể ở đây chúng ta có thể thấy hình chiếu HB lớn hơn hình chiếu HC. Hình chiếu HB là của đường xiên AB và hình chiếu HC là của đường xiên A.
AC. Do đó, nếu như hình chiếu HB lớn hơn hình chiếu HC thì đường sin AB sẽ lớn hơn đường sin AC. Nội dung thứ hai. Đường sin nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. Như vậy, ở hình vẽ này, đường sin AB lớn hơn đường sin AC thì hình chiếu tương ứng của AB là hình chiếu HB sẽ lớn hơn hình chiếu tương ứng của HC là sẽ lớn hơn hình chiếu tương ứng của đường sin AC là HC. Nội dung thứ ba, nếu hai đường sin bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau. Cụ thể ở đây, nếu hai đường sin AB và AC bằng nhau thì hai hình chiếu tương ứng là HB và HC sẽ bằng nhau. Và ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau, hai hình chiếu bằng nhau tức là hình chiếu HB bằng với hình chiếu HC thì hai đường sin tương ứng là AB và AC sẽ bằng nhau. Đây là toàn bộ nội dung của định lý 2 mà các em cần phải nắm và học thuộc. Vậy bây giờ chúng ta quay trở lại với bài toán. Ban nãy ta đã trả lời được cho câu hỏi ai là người bơi gần nhất? Vậy ai mới là người bơi xa nhất? Thì ở đây các em có thể thấy rằng trên thành hồ bơi ta có thể đo được đoạn HB và đoạn HC. Rõ ràng đoạn HB nhỏ hơn đoạn HC. Mà HB là hình chiếu của điểm của đường sin AB. Còn HC là hình chiếu của đường sin AC. Do đó, đoạn AB sẽ nhỏ hơn đoạn AC. Hay nói cách khác, người bơi từ vị trí A tới vị trí B, đoạn đường sẽ ngắn hơn người bơi từ vị trí A tới vị trí C. Như vậy, chốt lại chúng ta thấy rằng người bơi gần nhất chính là đoạn vuông góc AH và người bơi xa nhất chính là người bơi theo đường AC, bơi từ vị trí A tới vị trí C. Bây giờ chúng ta sẽ cùng củng cố lại nội dung bài học ở các bài tập. Bài tập thứ nhất, cho hình vẽ sau và các em sẽ điền đúng hoặc sai vào ô trống tương ứng với mỗi câu 1, 2, 3, 4. Mời các em cùng suy nghĩ. Ý thứ nhất, đoạn BH là đường vuông góc kẻ từ điểm B đến đường thẳng A. Câu này đúng hay sai nhỉ? À, câu này đáp án là đúng bởi vì BH vuông góc với đường thẳng A. Ý thứ hai, đoạn AH là hình chiếu của BA trên đường thẳng A. Như vậy ban nãy cô đã hướng dẫn cách tìm hình chiếu của một đường sin trên một đường thẳng. Với đường sin BA có hai mút là B và A thì chúng ta sẽ tìm hình chiếu của mút B lên đường thẳng A chính là điểm H. Mút A trên đường thẳng A chính là điểm A. Như vậy BA chiếu xuống đường thẳng A chính là HA. Hay nói cách khác là AH. Như vậy ý 2 này là đúng. Ý thứ ba, từ một điểm B nằm ngoài đường thẳng A có thể kẻ được vô số các đường vuông góc và đường sin đến đường thẳng A. Ban nãy, chúng ta có một nhận xét trong hỏi chấm 2 là ta chỉ kẻ được mấy đường vuông góc thôi, à một đường vuông góc. Cho nên ý thứ ba này là sai, chúng ta chỉ kẻ được duy nhất một đường vuông góc và vô số các đường sin đến đường thẳng A. Đoạn HB được gọi là hình chiếu của đoạn AB trên đường thẳng. Và để củng cố nội dung bài học thì chúng ta sẽ cùng giải quyết bài tập. Chúng ta đi vào bài tập thứ nhất. Cho hình vẽ sau, hãy điền đúng sai vào ô trống tương ứng với mỗi câu sau. Ý thứ nhất, đoạn BH
là đường vuông góc kẻ từ điểm B đến đường thẳng A. Ý này đúng vì BH vuông góc với đường thẳng. Ý thứ hai, đoạn thẳng AH gọi là hình chiếu của đường sin BA trên đường thẳng A. Ban nãy cô đã hướng dẫn các bạn cách tìm hình chiếu của một đường sin trên đường thẳng cho trước. Đó là chúng ta sẽ tìm hình chiếu của hai đầu múc. Như vậy ta thấy rằng với đường sin BA thì múc B hạ vuông góc xuống đường thẳng A ra điểm H. Múc A hạ vuông góc lên đường thẳng A. Hay nói cách khác, múc A đã nằm trên A luôn rồi, cho nên là chính hình chiếu của nó là A luôn. Vậy thì đường sin AB có hình chiếu trên đường thẳng A chính là AH. Như vậy câu 2 là đúng. Ý thứ 3, từ một điểm B nằm ngoài đường thẳng A, có thể kẻ được vô số đường vuông góc và đường sin đến đường thẳng A. Ban nãy hỏi chấm 2 chúng ta đã khẳng định rằng từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể kẻ được duy nhất một đường vuông góc tới đường thẳng đó và vô số các đường sin. Như vậy ở đây ý này là sai, chỉ duy nhất một đường vuông góc. Đoạn thẳng HB được gọi là hình chiếu của đường sin AB trên đường thẳng HB. Chúng ta thấy rằng hình này nếu như xoay ngang ra thì ta thấy rằng AH vuông góc với HB. Do đó đường sin AB khi tìm hình chiếu lên đường thẳng HB thì ta sẽ có chân đường vuông góc hạ từ A lên đường HB là H, và chân đường vuông góc của điểm B trên đường HB là B. Do đó đường sin AB có hình chiếu trên đường thẳng HB chính là HB. Như vậy ý này là đúng. Mời các em cùng qua bài tập số 2. Bài tập số 2 chính là bài số 8 trong sách giáo khoa trang 59. Các em cùng quan sát hình số 11. Biết rằng đoạn AB nhỏ hơn đoạn AC. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào đúng, kết luận nào sai? Chúng ta có thể dễ dàng nhanh chóng trả lời được rằng là kết luận đúng ở đây chính là kết luận C. HB nhỏ hơn HC. Và để giải thích cho lý do tại sao chọn câu C thì chúng ta sẽ cùng tập trình bày phần này nhé. Chúng ta sẽ lý giải như thế nào nhỉ? Ta thấy rằng vì AH vuông góc với đường BC theo như giả thiết trên hình, nên AH chính là đoạn vuông góc hay đường vuông góc. AB và AC là các đường sin. AB là đường sin có hình chiếu tương ứng là HB. Đường sin AC có hình chiếu tương ứng là HC. Như vậy HB, HC là các hình chiếu tương ứng của các đường sin AB, AC lên đường thẳng BC. Mà đề bài lại nói rằng đường sin AB nhỏ hơn đường sin AC. Vậy thì theo nội dung của định lý 2, mối quan hệ giữa đường sin và hình chiếu của nó, nếu như đường sin nào nhỏ hơn thì hình chiếu của nó cũng nhỏ hơn. Ta suy ra được đường hình chiếu HB nhỏ hơn hình chiếu HC. Cho nên ta chọn đáp án đó là C. Thì tương tự như bài tập số 2 này thì các em sẽ giải quyết cho cô bài tập số 3 trong sách giáo khoa. Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ vị trí M. Ngày thứ nhất bạn bơi đến A. Ngày thứ hai bạn bơi đến B. Ngày thứ ba bạn bơi đến C. Theo như hình số 12, hỏi rằng bạn Nam tập như thế thì có đúng mục đích đề ra hay không? Tức là ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không? Vì sao? Chúng ta có thể đọc đáp án như sau. Các em có thể thấy rằng là theo như hình vẽ số 12 thì đoạn MA này sẽ vuông góc với đoạn AD.
Cho nên MA này chính là đường vuông góc. Như vậy, lúc đó MB, MC và MD sẽ là các đường xiên. Và các đường xiên này có các hình chiếu tương ứng là AB, AC và AD. Mà ta thấy rằng MA là đường vuông góc. Vậy thì MA sẽ là đường ngắn nhất, tức là MA này sẽ luôn nhỏ hơn MB. Và nếu như đo trên thành hồ bơi thì ta thấy rằng đoạn AB nhỏ hơn đoạn AC, nhỏ hơn đoạn AD. Đây là các hình chiếu tương ứng. Vậy thì các cái đường xiên của chúng tương ứng là MB, MC và MD sẽ có thứ tự độ dài là MB nhỏ hơn MC và nhỏ hơn MD. Vậy thì các em thấy rằng độ dài của MA nhỏ hơn MB. Tiếp theo, độ dài của MB lại nhỏ hơn MC, nhỏ hơn MD. Vậy thì gộp lại ta sẽ được độ dài MA bé nhất, nhỏ hơn MB, nhỏ hơn MC và nhỏ hơn MD. Tức là quãng đường bạn nam xuất phát bơi từ M tới các vị trí A, B, C, D sẽ tăng dần lên. Như vậy bạn nam đã tập đúng mục đích đề ra là ngày hôm sau bơi xa hơn ngày hôm trước. Và chúng ta cùng giải quyết bài tập số 4 là bài tập số 10 trong sách giáo khoa. Chứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối diện với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của cạnh bên. Với bài toán này thì các em sẽ phải tự vẽ hình ra và khái quát thành giả thiết kết luận. Một tam giác cân, các em có thể vẽ tam giác ABC. Tam giác này cân tại A. Độ dài của đoạn nối đỉnh đối diện với đáy. Đỉnh mà đối diện với đáy ở đây chính là đỉnh A. Và một điểm bất kỳ của cạnh đáy thì chúng ta có thể lấy một điểm D bất kỳ nằm trên đáy nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của cạnh bên. Nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của cạnh bên. Chúng ta cùng một lần nữa tóm lược lại nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy như sau. Nội dung bài học: quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên và hình chiếu gồm có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là khái niệm đường vuông góc, đường chân đường vuông góc của một điểm lên một đường thẳng hay hình chiếu của một điểm lên một đường thẳng. Khái niệm đường xiên và khái niệm hình chiếu của đường xiên. Nội dung thứ hai và chúng ta cùng tóm lược lại nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy như sau để các em dễ hình dung. Nội dung bài: quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên và hình chiếu gồm thứ nhất là khái niệm đường vuông góc, khái niệm chân đường vuông góc của một điểm lên một đường thẳng hay hình chiếu của một điểm lên một đường thẳng, khái niệm đường xiên và khái niệm hình chiếu. Đồng thời chúng ta có một khái niệm mới trong bài, đó là khái niệm độ dài của đường vuông góc, chính là khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Và nội dung thứ hai chúng ta cần nhớ trong bài, đó là quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Thì đường vuông góc luôn luôn bé hơn độ dài của đường xiên. Hay nói cách khác, đường vuông góc luôn là đường ngắn nhất. Và nội dung thứ ba là quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của nó. Khi hình chiếu lớn hơn thì đường xiên lớn hơn. Và ngược lại, đường xiên lớn hơn thì hình chiếu lớn hơn, và
Trường hợp thứ hai là khi hai đường xin bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau. Và ngược lại, khi hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xin bằng nhau. Về nhà, các em sẽ học kỹ lý thuyết, xem lại các bài tập đã giải và giải nốt cho cô các bài tập 10, 11, 13, 14 trong sách giáo khoa trang 60. Và xem trước bài mới, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác. Chúc các em học tập tốt. Tiết học đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các em.